nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các địa phương chưa chuyển vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai công tác chuyển vốn cho các văn phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách tại địa phương. Tính đến cuối tháng 4 năm 2015, tổng nguồn vốn của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng là gần 2.260 tỷ đồng, tăng gần 30 tỷ so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động là trên 100 tỷ đồng, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương trên 54 tỷ đồng và vốn cân đối từ trung ương là 2.105 tỷ đồng. Cho đến thời điểm này, ngoài 5 huyện gồm Đơn Dương, Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà và Bảo Lâm đã chuyển ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. 7 địa phương còn lại là thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên vẫn chưa chuyển vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. Để bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai ngay công tác chuyển vốn ủy thác cho các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội ở các địa phương.